Chào anh em nha, mình lại giới thiệu cho anh em một cây Aquatic nha, hàng Nhật. Cây này là kích thước nó cực kỳ to nha, kiểu dáng nó to, anh em nhìn thấy cái thùng đàn không? Rất là to nha anh em. Cây này âm cực kỳ vang, âm lớn nha. Anh em nào cần cái đàn âm lớn tiếng vang thì chơi cây này là rất ok nha anh em, tiếng nó cực kỳ to luôn nha. Ngoại hình có vài vết xước sát nha anh em. Nhẹ thôi chứ không có nặng gì, ở đây nó cứng nha, cứng trên mặt gỗ chút xíu nha, không qua lớp sơn, nó nằm trên mặt sơn. Như bên đây một vết nhỏ xíu nha. Nhìn thoáng thoáng là không thấy luôn anh em. Đây mình quay tổng thể cho anh em coi rồi mình sẽ quay gần, mình test cần phím cho anh em coi. Cây đàn này đánh ca hát ăn nhậu vui chơi giải trí là cực kỳ tuyệt vời luôn, âm nó to lắm nha anh em thấy không, rất là to luôn. Mình bán với giá 2 triệu nha anh em. Đây anh em quay coi gần cái đàn nè, đẹp, hoàn toàn đẹp nha anh em nha, đẹp hết. Ở chỗ cứng mình nãy mình nói với anh em là nó không chạy sơn luôn nha anh em, nó chỉ xuất trên cái mặt thôi, không chạy sơn nha. Bên góc này thì một xíu xíu, đây là nhỏ xíu là anh em thấy không, nó nhỏ, hơi lờ mờ chút xíu vậy thôi nha, còn lại là đẹp, còn lại là ok hết nha. Còn những cái bến này nè là nó không phải chạy xước đâu nha anh em, cái mặt này là cái miếng dán chống xước, anh em có thể lột ra luôn, lột hết, lột ra cái lớp này ra thì nó lòi cái miếng chống xước bên trong ra, tử này là cái ganti của nó, miếng ni lông phủ ở ngoài của cái miếng chống xước này thôi nha anh em nha, không ảnh hưởng gì nha. Anh em có thể lột một cái là lột bay hết nguyên một tấm này ra luôn, là nguyên cái tấm chống xước, cái miếng ni lông này nè, lột hết ra nguyên hết nguyên miếng ni lông luôn, nó chỉ còn dính là cái miếng chống xước mình thôi nha. Thì lúc đó nó đẹp hơn miếng nữa chứ không có gì nha anh em nha, không ảnh hưởng gì nha. Cái chỗ này là do người ta không biết, người ta không lột ra nè, cho nên quấn cái miếng chống xước này nó bị chóc miếng ni lông thôi. Anh em miếng gỡ miếng ni lông ra là đã đẹp nha, còn lại là đàn ok nha anh em, đàn là ok, ngon lành hết. Heo đàn, cái đàn này là hiệu là Vintage nha anh em, Vintage VG 45. Mình sẽ để cái tên trên màn hình cho anh em coi, anh em tham khảo nha. Âm nó rất là lớn, action cũng chuẩn nha anh em nha. Đây action đó, action chuẩn nha anh em nha. Để cái thùng nó to cho nên action, cái này thường thường nó làm cho nước ngoài chơi nhiều nha. Nó hơi nhỉnh hơn chút xíu, nó hơi nhỉnh hơn chút xíu nha anh em. Cái này đa số là làm cho nước ngoài chơi chứ thùng nó to quá, bên Việt Nam mình ôm không hết. Test cần phím cho anh em nghe nha. Cần phím ok nha anh em, không có nốt nào hư bị lỗi gì hết nha anh em nha, hoàn toàn ok. Âm của nó thì rất là vang, mình đánh thử cho anh em nghe vài hợp âm nha. Âm nó vang cực kỳ to luôn. Cái âm nó cực kỳ vang nha, âm nó vang lớn, tiếng nó cực kỳ nổ luôn. Đàn đẹp nha anh em, đàn đẹp, âm to, tiếng lớn, giá thì rẻ nha anh em, chỉ có 2 triệu đồng thôi. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả nha, anh em xem trực tiếp trên màn hình cũng có. Cảm ơn anh em nhiều nha.